Măng tây là loại cây thảo có thân mọc ngầm dưới đất, với hình dáng ngọn khá giống măng tre nên cũng được gọi là măng. Măng tây khi ăn có vị thơm, cắn vỏ có cảm giác giòn, ngọt ngọt, chát chát. Dùng làm súp hay đem xào, luộc, hấp, nướng, đều có vị ngon rất khác biệt so với các loại rau khác. Không chỉ làm thực phẩm, măng tây còn được sử dụng như một loại thuốc do có tính chất lợi tiểu và nhiều lợi ích khác nữa. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, 93% thành phần của măng tây là nước. Măng tây ít calo, chứa nhiều vitamin B6, canxi, magie, kẽm, chất xơ, protein, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, vitamin K, cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời và bổ dưỡng cho cơ thể con người. 1. Tăng cường khả năng miễn dịch. Nhờ có hàm lượng vitamin C, E và protein phong phú, măng tây có khả năng kháng khuẩn, ngăn chặn những tác hại của gốc tự do đến tế bào. Những người có thói quen ăn măng tây thường xuyên sẽ có khả năng miễn dịch tốt hơn và ít bị bệnh vặt. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Giàu chất xơ, kali và folate, măng tây có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong máu, ổn định huyết áp, qua đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ. 3. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý ở đường hô hấp. Bạn đang bị ho, viêm họng hay khàn giọng, hãy lấy rễ cây măng tây sắc uống hàng ngày. Nước sắc rễ măng tây có đặc tính kháng viêm, chống khuẩn tự nhiên nên có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến đường hô hấp. 4. Hỗ trợ giảm cân một cách an toàn. Đây là một trong những tác dụng của măng tây trong làm đẹp. Sở hữu thành phần giàu chất xơ nhưng lại chứa rất ít chất béo bão hòa, măng tây là thực phẩm lý tưởng nên có trong thực đơn của người đang bị thừa cân, béo phì. Thực phẩm này giúp giảm cân một cách an toàn, không gây tác dụng phụ như các loại thực phẩm chức năng đang bán trôi nổi trên thị trường. 5. Kích thích tiểu tiện. Trong dân gian, măng tây được sử dụng như một vị thuốc lợi tiểu tự nhiên. Người mắc chứng thận yếu, bí tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt, đau bàng quang thường xuyên sử dụng sẽ giúp hoạt động đi tiểu được thông suốt. 6. Chống lão hóa, kéo dài tuổi xuân. Phân tích thành phần hóa học của măng tây, các nhà dinh dưỡng phát hiện ra một chất có tên gọi glutathione. Hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời, đồng thời cải thiện các dấu hiệu lão hóa da ở phụ nữ tuổi trung niên như vết nhăn, tàn nhang, đồi mồi. Chính vì vậy, thay vì sử dụng các loại mỹ phẩm được pha trộn hóa chất độc hại, chị em nên tăng cường ăn măng tây để níu giữ tuổi xuân và cải thiện sức khỏe tổng thể. 7. Giảm nguy cơ dị tật ở thai nhi. Phụ nữ mang thai nên bổ sung măng tây trong chế độ ăn để tăng cường axit folic cho cơ thể. Chất này không chỉ cần thiết cho sự phát triển trí não của thai nhi, mà còn ngăn ngừa nguy cơ bị dị tật ống thần kinh, sinh non. 8. Măng tây làm tăng sức bền cho thành mạch. Ăn măng tây chính là cách bổ sung nguồn rutin tự nhiên dồi dào cho cơ thể. Rutin có tác dụng làm bền thành mao mạch và mạch máu, ngăn ngừa bệnh suy tĩnh mạch và tăng cường tuần hoàn máu đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. 9. Nhuận tràng, chống táo bón, cải thiện sức khỏe đường ruột. Thành phần inulin có trong măng tây đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Chất này tạo điều kiện thuận lợi để các loại vi sinh vật có ích trong đường ruột phát triển. Đồng thời, măng tây còn bổ sung chất xơ có tác dụng nhuận tràng, kích thích tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn trong đường ruột và chống táo bón hiệu quả. 10. Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2. Nghiên cứu cho thấy, ăn măng tây giúp kích thích tuyến tụy sản xuất hormone insulin làm ổn định lượng đường trong máu, đồng thời chuyển hóa các mô mỡ và gan thành năng lượng phục vụ cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Đây là công dụng của măng tây mà người bị bệnh tiểu đường type 2 không nên bỏ qua.
11. Cải thiện sức khỏe tình dục. Măng tây được ví như thần dược cho sức khỏe tình dục cho cả nam và nữ. Thực phẩm này giúp bổ sung vitamin E, sắt, kẽm, kali, giúp điều tiết hormone sinh dục, kích thích ham muốn, làm tăng cảm giác hưng phấn khi yêu. Đối với các quý ông đang bị vô sinh hiếm muộn vì các vấn đề liên quan đến tinh trùng, thì thường xuyên ăn măng tây sẽ giúp cải thiện số lượng, chất lượng tinh binh, nâng cao khả năng thụ thai. 12. Chống trầm cảm, cải thiện tâm trạng. Cây măng tây sở hữu hàm lượng cao các chất folate và vitamin B12. Chúng sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị trầm cảm ở một số người do thiếu hụt các chất dinh dưỡng này. Đặc biệt, măng tây còn cung cấp tryptophan, một loại axit có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng cũng như tinh thần, giúp bạn ngủ ngon hơn. 13. Giảm đau bụng kinh. Măng tây cũng rất có lợi cho chị em phụ nữ hay bị đau bụng kinh. Sử dụng thực phẩm này trong những ngày đèn đỏ sẽ cung cấp hàm lượng vitamin E và B9 dồi dào, giúp xoa dịu cơn đau bụng kinh, ngăn ngừa hiện tượng chuột rút cơ bụng. 14. Làm đẹp da. Thêm một công dụng của măng tây trong làm đẹp không phải chị em nào cũng biết đó, chính là làm đẹp da. Lợi ích này có được là nhờ các thành phần vitamin A, C, E có trong thực phẩm này. Khi được cơ thể hấp thu, chúng thúc đẩy cơ thể tổng hợp collagen, cải thiện kết cấu da, giúp da săn chắc, mịn màng và khỏe mạnh hơn. 15. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản giúp bạn ngăn ngừa và đối phó với bệnh ung thư hiệu quả hơn. Măng tây chính là một trong những thực phẩm đứng đầu về hàm lượng chất chống oxy hóa. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, măng tây cung cấp hàm lượng glutathione dồi dào hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nó có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do gây bệnh ung thư trong cơ thể. 16. Cải thiện thị lực. Vitamin A và beta carotene trong măng tây là những thành phần quan trọng với sức khỏe của đôi mắt. Chúng giúp làm sáng mắt, giảm nguy cơ bị bệnh đục thủy tinh thể. 17. Tác dụng của măng tây với xương khớp. Đối với hệ xương khớp, ăn măng tây có thể bổ sung vitamin K và canxi dồi dào, giúp xương phát triển cứng cáp, khỏe mạnh, đồng thời ngăn ngừa các bệnh lý như loãng xương, thoái hóa khớp cho mọi đối tượng. Những chất này được tìm thấy nhiều nhất là trong măng tây trắng. Măng tây không an toàn cho những đối tượng sau: người đang bị phù nề do ảnh hưởng của bệnh thận hoặc rối loạn suy tim; người đang dùng thuốc điều trị bệnh cao huyết áp nên tránh dùng măng tây. Nếu sử dụng chúng cùng lúc sẽ khiến huyết áp bị tụt xuống thấp một cách đột ngột, gây nguy hiểm cho tính mạng. Người quá mẫn hoặc dị ứng với bất cứ thành phần nào có trong cây măng tây. Bệnh nhân bị gút ăn măng tây có thể làm tăng axit máu do chứa nhiều purin. Tương tác thuốc. Măng tây có thể tương tác, làm tăng tác dụng của thuốc chống tăng huyết áp. Điều này có thể khiến cho huyết áp tụt giảm nhanh chóng, gây ra những triệu chứng bất lợi cho cơ thể. Tình trạng tương tác giữa măng tây với các thực phẩm chức năng hay các loại thuốc tân dược khác chưa được công bố. Để đảm bảo an toàn, hãy tham vấn ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ điều trị trước khi sử dụng măng tây với bất kỳ mục đích nào. Cách chế biến măng tây đúng cách. Măng tây rất dễ bị mất chất dinh dưỡng và không còn giữ được vị giòn ngọt tự nhiên cùng màu xanh bắt mắt. Vì vậy, công đoạn sơ chế và chế biến măng tây cần được thực hiện đúng cách, tỉ mỉ để đạt được lợi ích tối đa. Bạn nên chọn những cây măng tây mập mạp, còn tươi và xanh mướt, không bị héo hay thối rập. Khi sử dụng, đem cắt bỏ phần gốc ra rồi rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng. Cần giữ nguyên cả vỏ măng tây vì phần này là nơi tập trung rất nhiều chất dinh dưỡng. Khi chế biến măng tây không nên đun nấu ở nhiệt độ cao, hoặc nấu quá lâu gây biến chất và khiến măng bị dai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo, giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị.
Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé.